Em là Nguyễn Vi Quân, thủ khoa lớp chuyên tin của trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Thật ra thì em không áp lực lắm, tại vì em cũng thoải mái thôi. Tại vì mình cũng đã học hết sức rồi, mình cũng đã cố hết sức rồi. Nếu mà không được nữa thì cái đó là cũng không phải lỗi tại mình. Tại vì mình là cái sức mình chưa tới thì mình có thể tốt hơn một môi trường khác. Thế là cũng cảm thấy rất là vui và nói chung là vỡ hòa hạnh phúc, tại vì là mình đã đạt được trên kỳ vọng mà mình. Chắc chắn là mình vui rồi. Mình nghĩ là bé đậu thôi chứ không nghĩ là điểm bé cao. Thời đại này là thời đại 4.0 thì trong tương lai thì công nghệ nó cũng sẽ bùng nổ nhiều. Với lại bộ môn tin học thì em nghĩ là trong thời đại nào thì nó cũng sẽ rất là quan trọng. Nên là em nghĩ theo đuổi môn chuyên tin thì nó sẽ giúp ích được cho định hướng nghề nghiệp của em sau này. Giống như là em nghĩ mình cần bổ sung thêm một số kỹ năng như là kỹ năng sống hoặc là kỹ năng tiếng Anh. Tại tiếng Anh vẫn rất là quan trọng cho đời sống. Mình cũng khuyến khích bé nghe tiếng Anh, nói chuyện tiếng Anh, rồi tương tác với thầy hoặc là tự viết những cái luận tiếng Anh. Môn nào con thích thì nên khuyến khích con để con phát triển. Còn môn nào con sợ thì không nên sợ. Mình sẽ làm sao để hết sợ. Thì cái đó là cái mong muốn của mình. Ba mẹ cũng là người tiếp sức cũng như truyền động lực cho em cũng khá là nhiều. Theo đuổi bộ môn chuyên tin này thì em cũng phải đi tìm hiểu thầy, rồi tìm hiểu bạn bè, hỏi bạn bè các thứ. Thì ba mẹ cũng có trợ giúp một phần trong cái chuyện đó để mà em tìm được thầy để mà học một cách hiệu quả nhất. Thì mình chỉ mong là vượt qua cái chính mình thôi.